Rồi, kính chào quý vị khán giả. Sáng hôm nay là sáng ngày 8 tháng 12 năm 2021. Thời tiết đỡ lạnh hơn mọi hôm. Và mình cũng đi từ rất sớm. Mấy ba thầy trò đi từ rất sớm để tiếp tục hành trình khám phá ẩm thực hẻm Sài Gòn. Mình đang có mặt trên đường Lê Văn Sĩ. Ngày hôm nay thì mình sẽ mời bà con, quý vị các bạn đến với một cái quán mà thông qua cái sự giới thiệu của một anh bạn của mình. Nói cái quán này có từ rất lâu đời rồi mà không biết lâu từ lúc nào. Nghe đầu hơn 50 năm. Và mình hôm nay mình rất là háo hức để đi xem thử coi cái quán đó là cái quán nào. Nó nằm trên hẻm, một cái con hẻm trên đường Lê Văn Sĩ. Lâu lắm rồi bà con. Hơn 50 năm mà vẫn bán đồ hẻm. Đó, bà con bác thấy đường phố buổi sáng vẫn còn rất là vắng ha. Đây, đó con, trước mặt là con đường Lê Văn Sĩ đó bà con. Đấy. Rồi, con hẻm 503. Đấy, bây giờ mà bà con, mình đang xem thử ở bên, nó sẽ nằm bên tay trái đó. Hẻm 503 nó nằm bên kia. Ôi. Ủa, số nó nhỏ lại ta. À, cái này đang bên Phú Nhuận hả? Không biết là quận gì. Để check lại coi là nó nằm quận gì. Ở đây là thuộc qua Phú Nhuận. Mới khúc trên kia 400 mấy, tuy nhiên về đây còn có mười mấy à. Ôi, con đường này nó tới 2 khúc rồi ta ơi. Rồi chờ xíu nha, để coi quận mấy nha. Phường 2 quận Tân Bình gần Lăng Cha Cả. Đó, đây mới có Phú Nhuận à, còn chạy lên nữa. Còn có Lê Văn Sĩ khúc trên kia nó thuộc quận 3. Này chăng? Đúng rồi đó, đúng hẻm rồi đó. Đúng rồi, đầu hẻm 503 nè, đúng rồi. Có bánh cuốn nóng, có bánh canh cua nữa nè. Ồ. Nhảy lên đây đỡ đi. Chính xác. Đúng rồi, bánh cuốn. Dạ, đây là hẻm 503, đường Lê Văn Sĩ, Tân Bình, gần ra vòng xoay Lăng Chả Cá. À, Lăng Chả Cả chứ mình Lăng Chả Cá. Nghe nói đồ ăn cái xong là lăng chả cá luôn. Rồi đây là xong qua sự giới thiệu của người bạn mình rồi. Dạ, dạ. Dạ, dạ ngồi hết, ngồi được không cô? Dạ, được anh. Dạ. Trời ơi, có người em giới thiệu ra đây nè. Dạ. Nói từ tiệm bánh cuốn mình là lâu. Dạ, trước năm. Dạ. Rồi, bây giờ bà lớn tuổi rồi. Dạ. Nói nghe nó bán từ trước năm 75 luôn hả chị? Dạ, đúng rồi. Cho cháu mấy cái ghế. Dạ không sao đâu thôi chị, em đứng đưa. Chút xíu đi chờ bé ăn xong rồi cái em qua đây em ngồi vậy. Hai bút à.
cả gia đình chắc mối ruột đây quá. Dạ vâng. Đây, cô này cũng phải ngọt này. Chị người Huế hả chị? Dạ, em người Bắc. À, người Bắc. Cái lúc bên này chơi. Ồ. Như này là sẽ được đưa lên mặt báo quảng cáo thương hiệu. Trời ơi, bán cho, nghe nói bán trước năm 1975 luôn đó. Phải không chị? Dạ. Ôi dữ vậy ta, 60 năm. Đây là mẹ em bán. À. Mẹ em bán là trước 75 luôn. Ồ. Là chị là tới chị là đời thứ hai. Bán đúng một chỗ này hả chị? Dạ. Bán đúng một chỗ này thôi hả? Dạ vâng. Ồ. Tại vì có một người bạn thấy mình thấy đi hay đi tìm săn lùng mấy cái quán ngon trong hẻm á, xong mới giới thiệu cho mình cái quán này nè bà con. Rồi. Nhìn cái bánh thôi là đã thấy ngon rồi. Bột là bột gia truyền ha. Dạ. Này bánh cuốn gia truyền, bột gia truyền. Bán đúng buổi sáng này hả chị? Dạ vâng. Ồ. Tại vì cái chỗ này là cũng có nhiều người, mình nghỉ thì người khác ra. À dạ. Ủa nhìn hấp dẫn quá. Một đĩa bao nhiêu ấy chị? Dạ, em bán thì tùy theo khách thôi. À, 25 là một phần. À, 25. Khách đặt ăn thêm. Dạ. Bán mấy chục năm mà cũng giá bình dân quá nha. Dạ. Thật sự. Cái này bánh cuốn không có để tên gì đó, chỉ để bánh cuốn nóng vậy thôi à. Nói thương liệu đã. Dạ. Bánh cuốn bà Tiến. Bánh cuốn bà Tiến hả? Ờ, giờ cô. Chị, à. Bánh cuốn bà Tiến. Bà Tiến là mẹ của chị hả? Ừ. À, dạ. Thì mà cái bánh cuốn bà Tiến là biết là bà ở đây rồi. À, dạ là cô là cô ăn từ cái đời, à, đời mẹ luôn. Dạ. Từ hồi mẹ cô còn bán đấy. Dạ. Hai con tung. Dạ. Dạ, dạ. Cái này là 240. Bánh cuốn bà Tiến. Dạ. Oh. Thương hiệu là bánh cuốn bà Tiến. Thương hiệu. còn hôm 2 năm nữa. Cô ơi, đúng rồi, còn hôm 25 nữa. Dạ, dạ xong rồi đây. Để toàn cách ruột không. Dạ, xong rồi đây. Dạ. Mấy bé nhỏ dễ thương quá ha. Rồi sáng ăn chăm chỉ dễ sợ. Ngoan ghê. Chế hôm nay còn có tiệm bánh canh cua nữa, chắc cũng ngon lắm á. mới ruột 30 dạ rồi. Bánh cuốn nóng, à, bánh cuốn nóng của bà Tiến, thương hiệu hơn 60 năm. Yeah.
Rồi cho em một một đĩa nha. Dạ rồi. Đi làm. Dạ, cho cô trước rồi xong cho em. Dạ. Ồ có cả bánh tôm nữa hả chị? Dạ. Ồ. 25.000 là có bánh tôm không? Dạ có. Dạ dạ. Trời ơi dạ thưa hoài rất tôi tổn thọ tôi chết. Dạ, đầy đủ luôn. Trời ơi. Quê mình ở đâu hả? Chị ngoài Bắc là ở đâu chị? Dạ, quê em Nam Định. Ôi, trời ơi, Nam Định. Nam Định là xứ. Quê là cùng quê với chị. Dạ, à, Nam Định là xứ phở đó. Nam Định quê hồi xưa. Phở đây, bánh cuốn nè, cái gì cũng ngon hết á. Dân di cư mà dòng họ nhà cô Nam Định vào đây cũng quá trời ở cái lăng này. Dễ thương dễ sợ công nhận nhìn cái hộp. Ồ, nhìn cái con hẻm đó bà con thấy không dễ thương vô cùng. Dạ, phăng phắc luôn. Ủa đây mà có cái ghế đẩu ngồi đây bá đạo luôn nha. Vâng. Dạ. Rồi, ở đây ngồi. Ê, dạ, em chào anh. Vâng, dạ em khỏe. Dạ, cảm ơn anh. Quay tiếp hoài á. Dạ. Phải đi tìm mấy cái quán trong hẻm ngon ngon lâu năm. Cái quán này á là ngày xưa dạ cấp cho khách sạn Victoria là ông Lê Đức Anh. Ồ ồ vậy hả? Dạ. Mỗi lần ông vào là gọi bánh. Mối của cụ Lê Đức Anh. Oh, wow. Dạ. Nhưng mà sao cụ biết cái chỗ này anh? Người quen giới thiệu. Ở đây em bán là trăm sân bay nhiều lắm. Rồi lắm trăm sân bay. Tức tiếp viên á. Dạ. Ồ ồ dạ hay quá. Cái này là bán từ giải phóng bắt đầu luôn đó. Dạ, dạ. Nghe người bạn nói là bán ở đây từ trước giải phóng luôn à. Bánh cuốn trước bánh cuốn lên cho cả. À. Việt Kiều họ đi bao năm bây giờ rồi họ cuối cùng về đây ăn bình tiên rồi. Như vậy là có khi một số khán giả ở nước ngoài xem cái clip này chắc nhớ đó ha. Dạ vâng. Dạ dạ dạ. Khu Lăng Cha Cả này mà họ đi bên cuối Lăng Cha Cả. Bao nhiêu năm rồi quay về ăn bình tiên. Dạ. Họ kêu đi ăn. Ăn ở đâu đi ăn cũng vậy. Kêu là làm gì làm ra đây có này. Dạ. Ồ. Hay quá là cái quán đó lịch sử. Dạ vâng. Dạ dạ. Dạ được anh.
gì đó bé vừa sinh nhưng mà very ngon. Ủa, chớ không đây để em thử. Ủa bác lấy con bác ơi. Ủa sống đâu ta? Với người ta cầm mà cho anh chụp rồi chứ. Rồi, ở đây. Anh, dạ. Ồ, cái quán này tính ra lịch sử hay quá ta. À, 60 năm luôn rồi. Ôi, đấy, bà con cô bác thân mến. Bây giờ kính mời bà con cô bác cùng sơ gì. Cảm ơn đồng chí Hải nha. Trời ơi, bạn Hải. Ôi vậy hả? Ồ, cầu chèo với Hải hả? À, đó, mình có người bạn tên Hải. Bạn Hải làm cho trên rạp CGV. Dạ. Ồ, oh, oh, dạ, dạ là coi như cột chèo á. À, coi như bà xã Hải là em của chị. Dạ. Em đâu biết đâu, thấy anh. Thấy Hải nhắn, em thấy anh hay đi ăn mấy cái quán hẻm, em giới thiệu anh cái quán này có trước năm 1975 luôn á. Ồ vậy hả? Ồ hay quá. Cái non Higo từ hồi. À, cái lon Higo. Đó mà lòng Higo á. Cái lòng Higo thì xa xưa trong lịch sử. Ồ, cái bánh tôm này ngon quá ta, bánh tôm. Dạ, dạ. Dạ. Ồ, ồ, dạ. 25.000 một đĩa mà con rất là nhiều nha. Trời ơi. Nãy tôi quên chụp hình. Mê ăn quá, thấy cái dĩa này hấp dẫn quá là lo lật đật. Cái này là gì? Dạ. Fan bánh cuốn là. Dạ, fan bánh cuốn đúng rồi, dạ. Fan bánh cuốn, fan cuốn đúng rồi. Có fan bánh cuốn, có fan hủ tiếu, có fan bún bò, có fan phở. Và có fan bánh mì. Đó. Bánh bò mà rất đặc biệt không? Lâu lắm rồi mình mới ăn được một cái vị bánh tôm mà ngon như vậy luôn. Đậu xanh nó cắn vô cảm nhận được á, ăn đậu xanh. Và cái vỏ nó giòn giòn mà như nó không bị ngấy. Rất nhiều cái bánh tôm mình ăn mình dễ bị ngấy lắm nha bà con. Bánh tôm cũng nhà mình làm luôn hả chị? Dạ, em đi lấy anh. Đây hả? Dạ. Ôi, mình tưởng nó nhà làm. Cái bánh tôm ngon quá. Mình chỉ làm bánh bột bánh thôi phải không chị? Không. Đây. Phải thử thế này. Trời ơi, nãy thấy chị đổ thấy ngon quá chị nói. Đó, bây giờ là tắm nước mắm. Cái này quay. Đây. À, quá đã. Người bánh nó mềm, nó dẻo, dễ dẻo. Cái nhân trong nó rất là thơm. Quá đã. Bánh cuốn lăn cha cả của cụ Tiến. Tế cột. Trời ơi. Cái nước mắm rất là vừa ăn luôn.
quá ngon. Xuất sắc, xuất sắc. Nem nữa. Thấy cái gì ba bé xinh xinh thôi mà đầy đủ hết. Rất chất lượng, 25.000. Hẻm 503. Đầu hẻm 503, phường 2, quận Tân Bình, gần một xe lăn chả cá. À, lăn chả cá. Lăn chả cá hoài. Bánh cuốn lăn chả cá. Đó là bánh cuốn lăn chả cá chết luôn. Mình ăn mình thích chế luôn vậy, ăn nó mới sướng. Ăn đi. Trời ơi, không bớt quá. Rồi. Lát là đang bưng là lua luôn mới sướng. Mình uống mà điệu đàn cái gì. Thật sự là xuất sắc. Rất vô bạn ra mà đi nha. Tìm được cái quán mà bánh cuốn ngon lấy trong hẻm mà 60 năm hạnh phúc vô cùng. Biết sao mà cái bánh cuốn của chị giữ nóng rất là lâu. Cháy anh chị ơi. Vẫn còn nóng hổi luôn. Cái bột bánh nó cảm giác nó mềm, nó dẻo tới cái mức mà. Dạ. Giống hôm qua. Giống như tan cái miệng mình luôn á. Đã vậy á. Dạ dạ. Bánh cuốn gia truyền. Lăn chả cá, quên lăn chả cá. Bọn hoài. Quá. Ăn cái kiểu trong hẻm mà phải về nè. Còn làm mút mình. Đó. Em xin miếng nước mắm hay gì? Dạ dạ, anh lấy giùm em đi. Rồi đó. Nước mắm ngon quá. Dạ. Ăn thêm miếng ớt nữa. Lỗ vốn là lỗ vốn cái này nè. Sụp sướng, sụp sướng. Đó, ăn rồi hút vậy nó mới đã. Nên hồi nãy anh chồng của chị có nói rồi. Hồi xưa cụ Lê Đức Anh mỗi lần đi vào đây công tác, chúng tôi là họ đặt bánh cuốn ở đây tới để cụ ăn rồi. Thì nó rất là vừa miệng của cụ. Thấy vậy mà thấy khách tới lui tới đuôi đều lắm. Cái này của bánh cơ đó hả? Họ biết đó. Rồi rồi. Rồi. Cô nghĩ chắc trước dịch chắc đông lắm đó. Hả chị, chắc trước mùa dịch chắc đông lắm hả chị? Dạ. Toàn khách quen hoặc khách mới mà. Em xách lên đi chờ chị chút. Đó. Dân văn phòng đi làm cũng ghé lại làm một hộp mới đi. Ủa không phải cái này của bà kia. Đưa tầm phải cái kia. Rồi rồi đây nè. Cái đĩa tưởng bé mà ăn hoài không thấy hết luôn. Vâng, dạ.
lấy cái đó. Dạ, rồi. Buổi sáng mà con bán cứ nghe nghe lời con làm ăn đi, ngồi bác đi dậy sớm chút đi đi đảo rạo mấy hẻm Sài Gòn nhiều quán ngon lắm, đỡ lắm, cái không khí nữa, không khí của bà con chồng xóm trong hẻm ở thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn nó vui lắm, ấm cúng lắm nè. Ồ, quá đã. Hai đi ăn đi. À, xin chào tạm biệt quý khán giả nha. Hẻm 503, phường 2, quận Tân Bình. Gần vòng xoay lăng cha cả. Dạ, bánh cuốn lăng cha cả của cụ Tiến. Dạ. 60 năm. Cực kỳ ngon. Có em có để nem đầy đủ không? Một nem. Rồi. Đây chị ngồi.